chương trình Giờ Kinh Tối Gia Đình. Hôm nay thứ Bảy, cùng với giáo phận chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho thế giới và gia đình được bình an. Xin mời đứng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thương biếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chân chứa, trao đổi cho đấng ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba loài nghe lời con thiên tha, tình thương men ấm u con ngày đêm, lần thân xác hồn tràn lan ơn thiên. Xin mời quỳ. Lạy chuông, con tin thần có một Đức Chúa Trời là đấng thương phạt vô cùng. Con lại tin thần Đức Chúa Trời có ba ngôi, mà ngôi thứ hai đã xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết mà chúng tôi cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều hồi thân dây, thì con tin vững vàng. Vì Chúa là đấng thông minh và chân thân vô cùng, đã phán truyền cho hội thánh. Amen. Lạy Chúa, con trong tay vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng, xem thay mừng nơi Chúa Trời hưởng phúc đời đời. Vì Chúa là đấng phép thân và lòng lành vô cùng, đã phán đưa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen. Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là đấng trọn tốt trong lành vô cùng. Lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen. Giờ đây chúng ta cùng thanh lặng xét mình và thấm hối tội lỗi. Lạy Chúa, Chúa là đấng trọn tốt trong lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con và cho con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phát nghênh lối nghĩa cùng Chúa. Vì con lo buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự, con dốc lòng chừa cái và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lăn xa dịp tôi cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen. Xin mời đứng cùng lắng nghe lời Chúa. Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Nếu các con biết Thầy thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ các con biết và đã xem thấy Người. Philip-phê thưa: Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha, và như thế là đủ cho chúng con. Chúa Giêsu nói cùng ông rằng: Ai thấy Thầy là xem thấy Cha? Sao con lại nói: Xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha? Con không tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy ư? Những điều Thầy nói với các con không phải từ mình mà nói, nhưng chính Cha ở trong Thầy, Ngài làm mọi việc. Các con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy. Ít ra các con hãy tin vì các việc Thầy đã làm. Thật Thầy bảo thật các con, ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm được các việc Thầy đã làm. Người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn vì Thầy về với Cha. Và điều gì các con nhân danh Thầy mà xin Cha, Thầy sẽ làm để Cha được vinh hiển trong con. Điều gì các con nhân danh Thầy mà xin cùng Thầy, Thầy sẽ làm cho. Suy niệm. Để gặp Thiên Chúa, chúng ta không cần bay vào vũ trụ, vì Chúa Giêsu đã khẳng định:
ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Chỉ một mình Chúa Giêsu cho con người thấy Chúa Cha mà thôi. Bằng cách nào? Hãy nhìn vào những công việc Thầy làm, hãy nghe những lời Thầy nói. Bởi vì Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy. Có bao nhiêu Kitô hữu hôm nay muốn gặp Thiên Chúa Cha? Con người sẽ hạnh phúc hơn biết bao nếu được thấy Chúa Cha trên trời. Kinh nghiệm này không ở ngoài tầm tay, chỉ cần một điều kiện: hãy đến tìm gặp Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, chúng con tin thật Chúa hiện diện trong mỗi người chúng con. Xin giúp chúng con cảm nghiệm viên trong gia đình cũng như những người chúng con gặp gỡ, để đến gần Chúa hơn và nhận biết Chúa Cha trên trời nhiều hơn. Amen. Ngắm mầu nhiệm năm sự vui. Thứ hai thì ngắm Đức Bà đi viếng Bà Thánh Isabel. Tãi xin cho được lòng yêu người. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng,
nhất là những linh hồn cần nhờ Chúa thương xót hơn. Xin mời đứng. Lạy Nữ Vương, mẹ nhân lần lần cho chúng con được sống, được vui, được cậy thân. Lạy mẹ, chúng con, con cháu Eva ở chốn khắp đầy kêu đến cùng bà. Chúng con ở nơi không lòng than thở kêu khấn bà thương. Hỡi ôi, bà là chủ bảo chúng con, xin nghe mắt thương xem chúng con. Đến sau coi đại xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng bà gục phúc lạ. Ôi khoan thay, nhân thay, diệu thay, Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen. Mẹ ơi, đời con soi bước theo mẹ, lòng con quyến nơi gương mẹ. Xin mẹ dạy con hai tin sinh vâng. Mẹ ơi, đường đi trong ngàn nguy khó, hiểm nguy gian tràn đầy nó. Xin mẹ dạy con hai tin sinh vâng. Xin vâng, mẹ dạy con hai tin sinh vâng. Hôm qua, hôm nay và ngày mai. Lạy Thiên Chúa ba ngôi toàn năng, chúng con đang gặp nhau cầu nguyện. Ta thiên này xin cho con tình đầy mong chân nhân. Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót, xin nhìn đến nỗi thống khổ của đoàn con trên khắp thế giới, đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đang hoành hành. Xin cùng cô đứng tin của chúng con, cho chúng con hoàn toàn tin thác vào tình yêu quan phòng của Cha. Lạy Chúa Giêsu là đấng cứu độ duy nhân, là vì lương y đầy quyền năng và lòng thương xót. Xin thương cho các bệnh nhân sớm được chữa lành và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn từ thay. Xin cho lời chúng con khiêm tốn cầu nguyện được tràn tới trái tim nhân lành của Chúa. Xin cảm ơn gánh nặng khổ đau và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa đang ân cần nâng đỡ chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu, xin soi sáng các vị hữu trách và những người có khả năng, giúp họ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh. Xin ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế sức mạnh của tình thương và lòng nhiệt thành quan đại, luôn tận tâm tận lực phục vụ các bệnh nhân. Chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu của mẹ Maria những lời khấn nguyện trong cơn đại nạn. Nhờ lời đứng mẹ chiến cầu, xin Chúa nhận lời chúng con. Amen. Chúng con trong cậy đã thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn. Đức Nữ đồng trinh hiển vinh sáng lang. Chúng con cho gọi một sự hiểu lắng nghe. Lạy đất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu, thương xót chúng con. Lạy trái tim cực thánh cực tịnh đất thánh Đức Bà Maria, cầu cho chúng con. Lạy ông thánh Giuse là bàn thánh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, cầu cho chúng con. Đức Bà phù hộ các giáo hữu, cầu cho chúng con. Các thánh tử đạo Việt Nam, cầu cho chúng con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.